Tôi tự giới thiệu tôi là người gốc ở Nha Trang, Khánh Hòa. Vào năm 2001 thì tôi có một cái chuyến đi du lịch về miền Tây. Thì trong một số người, trong một nhóm người đi thì họ mới làm một cái công tác là họ đưa về ở cái nhà thờ Tắc Sậy ở miền Tây. Thì lúc đó thì tôi là không biết là cái nhà thờ Tắc Sậy là nằm ở vùng đó. Thì khi xuống đó thì tôi cũng theo mấy cái người như cùng nhóm đó để tới thăm mộ của cha. Thì thời đó cách đây 10 năm về trước thì cái mộ của cha rất là xấu xí và không có tương tất. Sau một lần trở lại thì tới năm 2011 vừa rồi thì tôi có về thăm nhà và tôi sẽ ghé dưới mộ cha một dịp lần nữa để tôi tạ lễ những cái cầu nguyện của tôi mà cha đã ban phước lành cho tôi. Mặc dù tôi là người ngoại đạo, tuy nhiên tôi thấy những cái đức tin của tôi có sẵn, thành từ đó tôi trở lại một lần nữa vào 2011. Thì khi tôi trở lại lần thứ hai của 2011 thì những cái thánh đường và những cái mộ của cha đã di chuyển về cái phía trước của bên hông của cái nhà thờ Tắc Sậy, và tất cả những điều là khác hết so với tôi. Thì đa phần thì tôi ở xa, tôi về thì tôi đâu có ở lâu, tôi ở đó lại một đêm ở dưới mộ cha Trương Bửu Diệp. Rồi sau đó những người mà nhân viên làm việc đó thì biết tôi ở xa, thành thử ra tôi trú lại đến một đêm rồi tôi về lại Mỹ. Thì thật sự mà nói thì tôi không có biết về Công giáo rất là nhiều, bởi vì tôi là bên Phật giáo. Tôi thấy cái đức tin của cha cũng ban cho tôi rất nhiều, và những cái lời cầu nguyện của tôi ngày xưa trước khi tôi qua Mỹ thì đạt được cỡ 90%. Thì hôm nay nhân tiện tôi biết được những cái ngày mà của cha mà để có cái lễ ở cái Mỹ này, thì tôi cũng đến đây để chia sẻ với lại đài và tất cả những người trong đạo và ngoài đạo để biết được những cái con người có đức tin. Thì hôm nay thì đó là những cái lời chia sẻ của tôi trong cái suốt quá trình vừa qua. Trong thời gian thì tôi nhìn thấy những cái số người mà để về Việt Nam mà để thăm quê hương, rồi đồng thời xuống với mộ cha Trương Bửu Diệp rất là đông, đa số là những người nước ngoài về. Thì vừa rồi tôi cũng có làm những cái viếng thăm, và sau đó tôi cũng gửi lại những cái kỷ niệm ở dưới nhà thờ Tắc Sậy. Đó là những cái lời chia sẻ của tôi khi mà tôi trở lại thăm mộ cha Trương Bửu Diệp ở dưới Cà Mau. Tôi xin nhắc lại những cái tiểu sử mà cách đây 10 năm về trước đó. Cái mộ của cha nằm ở đi vô á thì phía bên tay trái, cha nằm phía trái mà sau của nhà thờ. Tôi đến tới Cà Mau lúc đó là vào khoảng cỡ 7 giờ tối thì vô gặp cha. Thì cha mới nói là bây giờ tối quá rồi, con không có thể thăm viếng được. Thôi phái đoàn con đông quá, thôi giờ cha sẽ cho một cái room lớn, cho một cái phòng lớn để tụi con ở, rồi cha cho nấu ăn nấu uống ở đó. Thì sáng ngày mai là nguyên cái đoàn tôi mới ra thăm mộ. Thì lúc đó tôi cũng không biết cầu nguyện sao á. Tôi ngồi bên cái hông mộ này, thì cha, tôi nghĩ sao tôi nói vậy mà tôi nói, thì cha, thật sự tên con là tên Thư, họ Bùi. Thì con đi trong nhóm này thì cũng có người có Công giáo và cũng có người không có Công giáo, nhưng mà thật sự con là vậy đó. Nhưng mà cái hướng của con thì con cũng cầu nguyện với cha là con sẽ được đi một đất nước thứ ba. Thì tôi cầm chai nước, tôi nói thầm thầm thầm, ngồi bên hông mà
cái mộ nó cao từ mặt đất lên đây cao khoảng chừng 5 cm vậy à. Thấp đó. Tôi ngồi cái nói chuyện giống như nó ngồi tâm sự vậy á, nói chuyện xong cái bắt đầu tôi đứng dậy, đứng dậy tới người khác, cứ từ từ. Mà thật sự tôi nhớ lại hình ảnh là nó cái nhà thờ nó đổ nát cơ, nó ván đồ nó mục, tôi vô cái phòng của ông cha mà nó có vẻ mình không phải là so sánh, nhưng mà cũng có nhiều cái nhà thờ rất là đẹp là lúc thời đó, nhưng mà cái nhà thờ này nó cũ kỹ à. Nhưng mà lúc đó là những cái quà mà của bên nước ngoài đó. Lúc đó tôi còn ở Việt Nam, tôi đâu có biết Houston là gì. Tôi biết mình cứ nghe cái Cali, thấy là người tên đó rồi ở California, rồi người tên đó rồi ở Texas, người tên đó để ở Norway. Mà tôi nói một cái sân mà để đồ trong nhà thờ đâu có chỗ để. Phải để hết ngoài luôn vậy. À, quá trời luôn. Thì sau khi mà tôi đi chuyến đi đó về thì cỡ 70% trong cái số người á thì họ good, có nghĩa là giống như họ cầu nguyện, họ được một cái gì đó. Đó. Thì còn tôi thì tôi chưa thấy có gì hết. Tới cái thời đó cái bắt đầu tới 5 năm sau tôi mới đi từ Việt Nam tôi qua Philippines. Tôi nó chỉ cho phép cho 21 ngày thôi, không cần visa nhập cảnh. Đó. Thì tôi ở Philippines như vậy là tôi ở Philippines 20 tháng. À, tôi bắt qua 21 ngày tôi tới sở di trú tôi xin gia hạn à. Thế thì từ đó tôi qua Mỹ. Từ đó tôi quay. Thì tất cả những cái may mắn của tôi hình như là cha vẽ đường đi cho tôi, theo tôi nghĩ vậy. Là một cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hiện tại thì tôi đọc báo hàng ngày thì cũng thấy có hình cha. À, mà ngay cả trong bóp tôi cũng có hình trang. Cái năm vừa rồi là Tết vừa rồi là tôi có mấy cái cô làm việc năm đó cho tôi cái hình mà cha cũng có giống như là cái gì làm phép à, làm phép. Bởi vì những cái từ ngữ của bên Công giáo đó, tôi không có rành. Tôi cũng có bạn Công giáo nhưng mà đại khái là chẳng hạn như lễ tạ ơn hay lễ tro lễ gì thì đôi lúc tôi không có quen lắm. Thế thì cái niềm tin của tôi á, tôi cũng có đi chùa nữa à, rồi tôi cũng cảm thấy là mình gốc gác nó như thế, là mình Phật giáo như thế, bây giờ mình chuyển qua Công giáo thì cái chuyện đó đức tin mà ai cũng có thể, ai cũng quyền cái tin của mình mà. Thì tôi cảm thấy là cái đức tin tôi có. Và những cái cầu nguyện của tôi cách đây 10 năm về trước thì tôi cảm thấy là hầu như là nó đúng theo cái ý nguyện của tôi à. Và cái cầu nguyện của tôi ngày xưa tôi cũng nhớ, tôi cầm một cái chai nước tôi ngồi bên hông tôi ngồi bên hông mộ mà nó thấp lắm anh. Ví dụ anh ngồi bờ xuống đất gì thì cái mộ vào khoảng cỡ chừng thấp hơn tôi mà à, thấp hơn tôi một chút vậy đó à, mộ thấp mà nó xấu xí lắm, bởi vì giống như cái thời đó không có được xây dựng hoặc là không có ai mà hỗ trợ về những cái tài chánh để xây dựng à. Nhưng mà khi tôi trở lại trời ơi tôi thấy cái trần ở trên á, anh có tin là tôi không có thể tưởng tượng ra được. Khi tôi xuống là tôi thấy nó khác giống như hoàn toàn hết à, thay đổi hoàn toàn. Rồi tôi bước vô sau đó tôi thăm cái mộ cha trước, tôi cũng có chụp hình, tôi ngồi sau lưng mộ nói con là tôi nói con đến mộ cha cách đây là 10 năm về trước, bây giờ con trở lại nhưng mà con cảm ơn cha cũng ban cho con những cái đường đi rất là tốt, nhưng mà cuối cùng trở lại là con từ ở bên Mỹ con về hả. Ngồi sau đó chụp hình xong rồi tôi bước vô nhà thờ, trời đất ơi thì nó cũng khác hoàn toàn nữa, nó cao lên và tất cả là đều trắng rất là đẹp, tôi không tưởng tượng được luôn mà không tưởng tượng được luôn. Thế thì sau 10 năm nhưng mà cái số người mà họ đến họ thăm á cũng vẫn rất là đông, cũng vẫn rất là đông, nhưng mà ở đó nhân viên họ thấy là biết nè, những người nào địa phương ở đó là họ biết, còn những người nào ở xa là họ biết, bởi vì mình đi làm xuống đó xong cái mình ở một hai ngày mình trở lại về lại Sài Gòn để rồi mình lên máy bay mình về thì mình mang đồ đạc đi thành được ở đó cũng có mấy người bảo vệ đó, rồi họ cũng
lý cho mình chỗ này chỗ kia, rồi họ giữ hành lý cho mình nữa. À, rồi bán đồ cũng hình cha hình đồ, nhưng mà tôi không mua ở ngoài, tôi mua ở trong. Ừ. Rồi tôi volunteer ở trong. Ừ. Rồi tôi có tạc một cái băng đá. Ừ. Tôi cũng ghi tên tôi với lại người vợ của tôi, à, để ở dưới đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng sắp tới đây tôi sẽ trở về một lần nữa. Tôi xuống tôi coi thử. Xin lỗi. Cái băng đá của tôi đã có mặt ở đó hay không? Bởi khi tôi đưa tiền là tôi đi chứ đâu phải đợi người ta làm băng đá chứ đâu phải. Anh nghĩ giống như là anh ra anh mua cục kẹo anh bỏ vô đó là xong. À, nhưng mà tôi nghĩ cái nhà mà để tôi đặt tiền để làm thì họ có một cái store lớn đó. Có một cái nhà lớn đó. Có, mà tôi thấy ai cũng tới cũng đưa tiền vậy thì tôi cũng đưa tiền xong tôi thích nó đi phải không? À, thì cổ mới nói là cậu yên trí đi, ở đây là bao nhiêu người cũng làm giống nhau vậy. Nhưng mà ý tôi là tôi định tháng 8 tôi về thăm mẹ tôi, là lúc đầu tôi ráng tôi xuống lần nữa để tôi coi cái tên của tôi nó được tội nguyện giống như là tôi. Mình không nghĩ xấu người ta là sẽ không làm. À, mặc dù là mình đặt tiền đặt đồ cho người ta rồi, người ta làm hay không mình đâu có biết được, nhưng mà mình thấy người ta có cửa tiệm rồi lớn. À, vậy đó. Thì tất cả những lời chia sẻ của tôi thì tôi được biết qua một người bạn tới đây, thì tôi cũng chia sẻ những cái cảm nghĩ của tôi, đồng thời những cái gì mà cha Trương Bảo Diệp cũng làm tất cả mọi người đều có những đức tin. Thì chia sẻ với đài để đài biết được là như vậy. Rồi, cảm ơn.